Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tới thủ đô Kiev của Ukraine và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky. Trong đó, ông cam kết sẽ viện trợ tổng cộng 2,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và 18 quốc gia thành viên láng giềng, trong đó riêng Kiev sẽ nhận được khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Khoản viện trợ tài chính nằm trong khuôn khổ chương trình tài trợ quân sự nước ngoài FMF, một sáng kiến thể hiện cam kết của Washington đối với các đồng minh. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cũng đã công bố một khoản viện trợ riêng về vũ khí và trang bị quân sự cho Ukraine với tổng giá trị khoảng 675 triệu đô la Mỹ. Như vậy, tính đến nay, Hoa Kỳ đã công bố tổng cộng 20 gói viện trợ cho Ukraine với tổng trị giá lên tới 13,5 tỷ đô la Mỹ. Động thái hỗ trợ mới nhất được tiến hành trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực khởi động nhiều chiến dịch phản công nhằm vào Moscow 6 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.